Thưa quý vị, với bó hoa hồng này thì không phải là Sơn Thảo chuẩn bị đi cắm hoa đâu, mà là Sơn Thảo chuẩn bị đi làm nước hoa hồng đó. Bởi vì chị em phụ nữ chúng ta đều biết là nước hoa hồng rất là tốt cho da, và nếu như mà chúng ta tự làm tại nhà thì sẽ càng tốt hơn nữa, không có hóa chất mà lại tiết kiệm nữa đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng Sơn Thảo trải nghiệm làm nước hoa hồng tại nhà nha. Sơn Thảo xin chào chị Phương Anh ạ. Hoa dạ. Đẹp quá. Phương Anh xin chào Sơn Thảo. Dạ. Phương Anh xin chào quý vị khán giả. Thật ra là nước hoa hồng tại nhà rất là đơn giản, chỉ có một bó hoa hồng vậy thôi đó. Chuẩn bị một cái nồi mình sẽ chân cất, tại vì làm nước hoa hồng á, chủ yếu là mình lấy được cái tinh khiết và cái tinh chất nhất của hoa hồng nó động lại, và sau đó là mình sẽ dùng cái nước hoa hồng đó mình sử dụng mỗi ngày, mình bôi lên mặt. Chúng ta sẽ có những bước như thế nào ạ? Hoa hồng á thì mình sẽ cắt và mình nhặt những cái hoa phía ngoài thôi, tại vì sau bôi trong nó sẽ có nhụy hoa ở trong này á. Ngâm nước vo gạo 30 phút lại bỏ được những tạp chất trừ sâu và những cái hóa chất độc hại. Mình dùng 5 bông á thì mình chân cất được khoảng 30ml này. Sau khi mình ngâm á thì mình sẽ bỏ ra rổ, mình rửa sơ lại bằng nước sạch. Tiếp theo quá đặc Phương Anh sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và Sơn Thảo cách chân cất hoa hồng. Rất là đơn giản, mình chuẩn bị một cái nồi thủy tinh ha, và một cái chén nhỏ, cái nước hoa hồng nó sẽ rớt và tụ lại trong cái chén này nè. Vì sao mà mình nên sử dụng nồi thủy tinh vậy chị Phương Anh? Không nhất thiết là phải dùng nồi thủy tinh đâu, mình dùng nồi bình thường cũng được. Nhưng mà nồi thủy tinh á thì mình cho nước vô mà mình sẽ canh được cái lượng nước. Mình sẽ đặt cái chén vào giữa lòng nồi thế này nè nha, và hoa hồng á mình sẽ xếp đều. Mình sẽ cho nước mà, đừng có cho nước rơi vô chén ha Thảo ha. Đổ khi nào ngập cánh hoa hồng thì thôi. Cái nắp nồi này mình sẽ để ngột. Lát nữa Sơn Thảo sẽ đặt đá viên đi lên trên này, để khi mà ở dưới là nóng, nó cặp trên này lạnh, hơi nước nó sẽ không có bốc hơi lên, mà nó sẽ tụ ngược lại và rớt vào cái chén này. Thì những cái hơi nước nó rớt vào cái chén này á, nó sẽ thành là nước hoa hồng của mình dùng á. Wow, thời gian ngắn thôi mà Thảo thấy được một cái nước cất rất là đẹp mắt và cũng có mùi thơm nữa. Bây giờ mình sẽ cho vô chai ha. Mình nên dùng chai và có màu tối. Mình đã được một chai nước hoa hồng rồi. Và mình mua cái chai á mà có cái vòi xịn cho nó dễ sử dụng ha. Và mình sẽ sử dụng như thế nào ạ? Hương Anh thường dùng bông tẩy trang ha. Mình sẽ chấm hoa đều lên mặt. Nước hoa hồng có tác dụng là làm se khít cổ chân lông, với làm da trở nên mềm mịn, trắng sáng nữa. Nên dùng mỗi ngày luôn. Sơn Thảo thấy là trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà chúng ta đã có được nước hoa hồng rất là tốt như thế này, không có hóa chất mà lại còn tiết kiệm nữa. Và đây sẽ là một gợi ý mới khá là hay cho quý vị khán giả muốn có thêm một sản phẩm thật là tốt trong quá trình làm đẹp của mình đó.